chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ABC Làm Của Lâm. Lời nói đầu tiên thì cho Lâm xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi kênh như xem video của Lâm từ hổm rài. Thì nói chung cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì cũng có một số bạn là cũng nhắn tin rồi cảm ơn Lâm, rồi nói chung là cũng rất là ủng hộ Lâm. Thì Lâm cũng xin cảm ơn tất cả. Thì nói chung là làm là để có người nói thì vậy, mà cũng lên hướng dẫn thì Lâm, tại vì để cái từ hướng dẫn đó là cho nó dễ tìm kiếm thôi, chứ không có gì hết. Thật sự thì cũng không có dám nhận là mình biết tất cả mọi thứ để mà hướng dẫn cho mọi người. Cũng chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để cho các bạn mà mới chơi thì đỡ phải, nói chung là đỡ tốn công hơn để đi mình tìm hiểu. Thì tại vì lúc mình mới chơi thì ai cũng đều không biết như nhau hết. Thì hôm nay đó thì cũng có bạn hỏi Lâm nếu mà ủ bằng cái nấm chi cô đề ma, ủ phân nè, phân chuồng nè, rồi ủ này ủ kia, rồi tưới nước tưới lan, mình làm sao mà mình biết cái chất lượng của cái nấm mà mình mua thì nó có chất lượng hay không. Thì hôm nay thì Lâm cũng xin chia sẻ cái cách mà để chúng ta kiểm tra chất lượng của cái nấm chi cô đề ma mà chúng ta mua. Thì nói chung chúng ta thì không làm được như phòng thí nghiệm mà đếm này kia nọ, thì chúng ta không làm được những cái phương pháp đó. Thì chúng ta sẽ làm một cái phương pháp là nó dễ hơn, là khi mà chúng ta mua một cái nấm chi cô đề ma về, thí dụ như vậy đi ha, chứ Lâm không có nói là bất cứ loại nào ha, Lâm chỉ nói là khi mà mua chi cô đề ma về đi ha, mua chi cô đề ma về đi thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào. Thì đó, cái việc đó kiểm tra nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lấy một chai nước nè ha, một chai nước, chúng ta rửa sạch nó, rồi có thể mua một chai nước mới cũng được, không sao hết. Rồi chúng ta là khi mà chúng ta để nước vào và chúng ta sẽ đổ chi cô đề ma vào ha, đổ chi cô đề ma vào nhé. Đáng lẽ thì lấy muỗng cà phê múc một cái lượng chừng 2 muỗng cà phê thôi, nhưng mà do Lâm không có chuẩn bị muỗng cà phê nên Lâm đổ ước lượng thôi, nó cũng không có gì là gọi là nhiều ít gì hết. Rồi khi mà để vô như vậy thì chúng ta sẽ đậy nắp lại, lắc cho nó đều lên ha. Đây, chúng ta sẽ lắc cho nó đều lên đó. Khi mà lắc xong thì nó đã giống như nó hòa tan vô hết rồi. Rồi chúng ta đậy nắp lại. Thì chúng ta sẽ đem cái chai này chúng ta để một cái nơi nào đó nó tối một chút ha. Để một cái nơi nào nó tối, để trong góc nhà, góc phòng hay là góc tủ gì đó, để nơi nào nó hơi tối một chút, đừng có ánh sáng quá nhiều. Thì chúng ta sẽ kiểm tra cái màu sắc của nó ha, cái màu sắc của nó. Nếu mà trong vòng 4 đến 5 ngày sau cái màu sắc nó biến đổi đi ha, màu sắc nó biến đổi đi thì cái nấm này nó hoạt động tốt nè ha. Nước màu sắc nước của cái chai này nó biến đổi đi thì nó sẽ hoạt động tốt. Giống như bây giờ nó như cái nước gạo vậy đi ha, như nước gạo vậy đi thì nó chúng ta không biết nó có tốt hay không. Chúng ta không có làm như phòng thí nghiệm thì chúng ta sẽ làm một cách đơn giản hơn là pha nó vào nước nè. Pha nó vào nước rồi chúng ta sẽ để một cái nơi nào, góc phòng góc gì đó, thì chúng ta để cho nó tránh ánh nắng rồi đó, cho nó tối một chút. Rồi cái màu sắc thì nó sẽ biến đổi đi. Rồi cái phần mùi á, nếu mà chúng ta mở nắp ra nó có mùi á, nói chung nó có cái mùi khác lạ đó, thì ok, nó sẽ là cái nó còn giống như là nó còn hiệu lực gì đó. Tại vì người ta sản xuất ra thì cái sản phẩm người ta sẽ công bố đó là những thành phần này nọ vậy đó. Thì chúng ta nói chung không kiểm tra hết tất cả, nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra xem nó còn hoạt động hay không. Tại vì cái nấm chi cô đề ma này nó cũng có hết hạn sử dụng nha các bạn, nó cũng hết hạn sử dụng rồi. Các bạn nào á mà muốn ủ phân từ chi cô đề ma á, thì cũng có bạn hỏi Lâm là dùng đầu tôm ủ phân á, các bạn đó thấy, bạn đó thấy là dùng đầu tôm để mà ủ phân để mà tưới lan á, thì trộn chi cô đề ma vô là có rồi mình tưới liền được hay không. Lâm cũng xin nói luôn là nếu mà chi cô đề ma nha, chi cô đề ma nó có bổ sung cái bacillus á, đây cái thành phần bacillus nè ha, bacillus này là con vi khuẩn này đó, nó sẽ là phân hủy xác động vật nha. Bacillus này nó sẽ phân hủy xác động vật nha. Đó, từ đó thì chúng ta ủ phân có nguồn gốc từ động vật thì nó sẽ hiệu quả hơn là cái loại mà không có bổ sung cái thành phần bacillus này. Đó. Thì nếu mà chúng ta ủ như vậy á, thì nó sẽ là tốt hơn. Đó, còn nếu mà nó không có thành phần bacillus này á, thì nó hơi nói chung là nó không có tác dụng gì đối với cái động vật, cái xác động vật đó chừng á. Nó phải có con vi khuẩn này thì nó mới phân hủy được cái xác động vật. Từ cái xác động vật nó phân hủy ra những cái, nó bẻ gãy phân tử, nó nói chung là bẻ gãy phân tử để mà nó làm ra những cái thành phần nhỏ hơn, thì cái cây nó mới hấp thụ được.
Còn chúng ta để nguyên cái vỏ đầu tôm vô, vỏ đầu tôm hay là cá gì đó mà mình để nguyên cục như vậy thì mới ban đầu, giai đoạn đầu thì nó cây nó không hấp thụ được. Nếu mà chúng ta để như vậy mà không xử lý tốt, nó có thể là gây ngộ độc cho cây lan của chúng ta, ngộ độc. Cái đó là ngộ độc hữu cơ. Cái đó là ngộ độc hữu cơ khi mà mình để vô như vậy. Nếu mà không tốt nhiều quá nó có thể gây ngộ độc cho cây lan chúng ta, và nói chung là nó gây rất là nhiều nấm bệnh, tại vì cái động vật là một cái nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào, rất là ghê gớm. Mấy con vi khuẩn nó khoái lắm, ưa lắm. Để mấy cái đó vô thì mấy con nấm rồi vi khuẩn rồi nó ưa lắm, nó phát triển ghê lắm. Thì nói chung nếu mà chúng ta sử dụng phân hữu cơ thì chúng ta phải ủ cho nó quay mục ha, phân bò, phân chuồng, phân dơi, phân gì đó thì chúng ta phải ủ cho nó ha, phân đó thì chúng ta phải ủ, hoặc là chúng ta sẽ chọn những chi cô đề ma để chúng ta tưới cho nó đó. Rồi tại vì cái chi cô đề ma này lâu lâu chúng ta cũng phải pha nước chúng ta tưới cho cái vườn lan của chúng ta để cho nó giải độc giá thể này, như những video trước thì Lâm cũng có nói, thì nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Mình kiểm tra bằng cách này thì nó đơn giản nhất, Lâm thấy là nó đơn giản nhất để chúng ta kiểm tra xem đó, chứ không có phải là nó khó khăn. Như mình cứ để vô, khi nào mà thấy nó đổi màu ha, thấy nó đổi màu thì ok, nó còn hoạt động tốt đó. Nó đổi màu càng nhanh thì cái độ hoạt động của nó càng cao thì chúng ta sẽ an tâm mà sử dụng ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nãy giờ đã xem video của Lâm. Nếu thấy video hay thì hãy like video và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đăng ký kênh ABC Làm của Lâm để ủng hộ tinh thần cho Lâm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À quên nữa, cũng không dài thì nói chung làm YouTube thì vui lắm, cũng có rất là nhiều bạn đã kết bạn với Lâm. Thì Lâm cũng xin được phép nói như thế này là nếu mà bạn nào mà có mà chơi lan á, thì Lâm sẽ chơi lan hoặc là chơi cây á, thì Lâm sẽ chấp nhận kết bạn ha, tại vì cái đó là cùng chung sở thích thì chơi với nhau nó sẽ vui hơn. Còn một số bạn mà không có chơi lan mà chơi cây mà có kết bạn với Lâm á, thì cho Lâm xin được phép là không chấp nhận nha, chứ không phải chảnh chó đâu, tại vì mình có chung sở thích mình chơi nó sẽ vui hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nãy giờ đã cố gắng xem video của Lâm. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.